Hàng thơ đầy sang chảnh và hết sức kiêu xa cùng với thiết kế mới nhất đến từ Melia Luxury với thiết kế lần này của chúng ta thì trang cực kỳ tâm đắc bởi đây thực sự là một trong những thiết kế sở hữu một cây vải cực kỳ là độc quyền và đây là một cây vải đặt mà Melia cực kỳ là uh, chú trọng và nó các chị em nhé và chất liệu vải của chúng ta sẽ là dòng vải gen này đem đến cho chị em một sự co giãn nhẹ nhàng và bên trong sẽ có lót những đường dập ly vĩnh cửu sẽ giúp cho các quý cô có thể che giấu khuyết điểm một cách tốt hơn và một tác cài hoa kèm ngọc trai mà Melia đính kết sẽ giúp cho phần eo của các chị em trở nên có điểm nhấn hơn rất nhiều. Phần vai trễ kết hợp cùng với phần cắt cúp ngực sẽ khiến cho ở phần thân trên của các quý cô trở nên mảnh mai, nữ tính và đầy sức lôi cuốn. Vậy con chân chơi điều gì nữa nhỉ? Một trong những siêu phẩm mà trang nghĩ rằng đây có khả năng sẽ trở thành best seller với một tông màu đen huyền bí và đi cùng năm tháng sẽ có hai cách thức quen thuộc mua online các chị được kiểm tra hàng được miễn phí ship còn không thì chúng mình có thể qua Tại trực tiếp showroom để thử nhé Melia mặc đẹp để thành công.